đó nhiều quay được. Quay cho chuột. Chờ 5 phút đi. Đó, hai bà cháu. Trời bữa nay chuột nay nó ăn được rồi, nay nó lớn rồi. Nay nó biết ăn bánh kem chứ mọi khi á đút nó ăn nó ói trời ơi luôn á. Trời. Có không? Không hả? Trời nó ăn rồi ăn bánh kem mà mặt mày coi. Đây, nhân vật chính của bánh kem. Bánh kem trên đầu luôn. Chuột cái ai chết cô Duyên? Anh hai quá chị ba. Còn có chết không? Không. Chắc không? Anh hai quá chị ba. Còn chắc còn có chết cô Duyên không? Ừ. Anh hai của chị ba. Anh hai chị ba chết thôi hả? Rồi ai chết con? Ai chết con mà mặt mày con coi kìa. Con ăn cái nè. Ừ, con ăn thôi gì đó hả? Rồi ăn con mặt mày coi kìa. Phải, bữa nay ăn được đúng không con? Ừ. Ta ăn từ bữa cái bánh kem của con tới nay nó ăn biết ăn rồi coi kìa. Ngon kìa. Ngon rồi. Ừ, coi kìa. Ngon rồi. Đó, ngon rồi. Coi kìa, xạo sự đúng ý ổng rồi. Vậy là mai mốt mua cái nữa nha. Mai mốt mua cái nữa ăn nha. Chịu không? Ok vậy mai mốt mua cái đó. Ok rồi, ok đủ gì vậy?